Sacos, wherever you go. Sacos, thương hiệu vali, ba lô, túi xách cao cấp từ Mỹ. Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh hai thành ngữ sau. Chỉ một đường đi chấm chấm chấm. Chấm 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 tài trầu. 20 giây bắt đầu. Hai câu thì chỉ cần ghi đúng hai từ thôi. Mọi người tự lực cánh sinh nha. Không nhìn không copy bài nha. 10 giây cuối cùng. Hết giờ. Xin mời đáp án. Yeah yeah. Mời từng bạn sẽ đọc đáp án của mình. Tuyên trước nha. Anh Ngọc Tuyên. Chỉ một đường đi một nẻo. Cái thứ hai là đàn gãy tay trâu. Đáp án của em cũng là chỉ một đường đi một nẻo và đàn gãy tay trâu. Chi Linh là chỉ một đường đi một nẻo. Mà quên mất đáp án của câu tiếp theo rồi. Thầy giáo nha, thầy giáo ơi. Trời ơi, vậy là không có đáp án câu tiếp theo rồi đúng không? Và xin mời Hồ Bích Trâm. Dạ, y vậy mà chỉ khác giống thôi à. Cái gãi của em là gãi ngứa. Như vậy thì chúng ta cũng đã thấy là đáp án rất là rõ ràng rồi đúng không nào? Chỉ một đường đi một nẻo. Và câu thứ hai đó chính là đàn gãy tay trâu. Và trong câu hỏi đầu tiên này thì có diễn viên Quách Ngọc Tuyên và bạn Thanh Hương đã trả lời đúng. Như vậy thì cả hai bạn đều bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Đó là Trâm thì bị sai chính tả, còn Duy Linh thì chưa có kịp ghi đáp án của câu tiếp theo, thiếu một từ cho nên là cả hai bị trừ một điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Trường hợp nào sau đây viết đúng chính tả khi nói về việc cùng hưởng, cùng chịu? A. San sẻ. B. San sẻ. C. San sẻ. D. San sẻ. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án các bạn. Cả ba người đó là anh Quách Ngọc Tuyên, Thanh Hương và Hồ Bích Trâm đều chọn là đáp án B. Chỉ có Duy Linh là chọn đáp án D. Tại sao vậy Linh? Chọn theo cảm giác thôi ạ. Chỉ là cảm giác thôi. Còn anh Tuyên, anh có nghĩ là đáp án B là đáp án đúng không? Cái sang của D đó, theo anh nghĩ nó là giàu sang, là sang, sang kiểu kia, sang trọng á. Còn cái này sang là chia sẻ, là san sẻ, là theo anh nghĩ là B là hợp lý nhất. Như vậy thì VC được công bố đáp án của câu hỏi số 2. Và đáp án chính xác đó chính là đáp án san sẻ. Đáp án B. Yeah. Và san sẻ của chúng ta có nghĩa là chia bớt để cho chúng ta có thể cùng hưởng hoặc là cùng chịu. Đó là một cách nói khái quát, giống như là san sẻ gánh nặng như vậy. Và trong câu hỏi này thì rất tiếc là Duy Linh ơi, bạn đã bị trừ một điểm rồi nha. Bây giờ còn 3 câu nữa. Và nói cho mọi người nghe là cái số điểm này á, nó cũng có những cái phần ưu tiên và quan trọng trong những phần thi sau, cho nên là mọi người cố gắng nha. Và câu hỏi số 3 của chúng ta sẽ là nghe một bài hát. Xin mời bài hát của chương trình. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng vơi vơi tin yêu về rằng lối tình đẹp mùa trôm trôm. Mọi người đang hoang mang, không biết là hỏi cái gì đúng không? Không, anh hoang mang cái MV không thực tế. Tại sao? Hát về chôm chôm mà hoạt cảnh không có cây chôm chôm. Ủa, anh Tuyên em thấy là khúc đầu mới vô là có chôm chôm mà. Ủa có không? Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng. Có nè. Tại nãy không có con khúc đầu. Và xin mời chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi chương trình. Xác định từ loại của từ phơi phới trong bài hát Tình đẹp mùa chôm chôm. 20 giây bắt đầu.
giây cuối cùng. Xin mời kết quả. Wow, giống nhau y khinh hết vậy luôn hả? À, vậy mới chết chùm hả em? Tại sao lại là tính từ? Tính từ có nghĩa là gì? À, danh á có nghĩa là chỉ từ riêng rồi, động là chỉ hành động, tính chất sự việc là của tính từ, còn trạng là nó bổ nghĩa cho danh từ. Ôi ôi. Và xin được chúc mừng cả bốn bạn đều bảo toàn được số điểm. Và tính từ là từ chỉ tính chất của sự vật, đặc điểm và trạng thái. Ví dụ giống như là cao, thấp, rộng, hẹp, sang trọng, sảng khoái. Và đó là những từ chỉ trạng thái thì được gọi là tính từ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 4. Sẽ là một câu hỏi hình ảnh. Xin mời các bạn cùng nhìn lên màn hình. Và câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Hãy xác định và sửa lỗi chính tả nếu có của các từ ngữ trong hình ảnh. 20 giây bắt đầu. Xin mời đáp án. Ơi, giờ đúng rồi. Ừ. Xin mời anh Ngọc Tuyên. Ủa sao vậy? Anh đứng gần màn hình nhất luôn á, tại sao anh không để ý? Hết giờ mới để ý. Hết giờ mới để ý. Chứ nãy giờ để ý cái gì? Để ý chữ liên hoan. Vậy chị hỏi em đi chị. Không. Không, hôm nay chị hỏi Hương. Cái từ này là bạn khẳng định là đúng chưa? Dạ đúng rồi. Và nếu cái từ sai hồi nãy là bạn thấy là từ gì? À là từ chân thôi chứ không có từ bánh nha. Em ghi vậy cho rõ nghĩa thôi chứ không phải là từ bánh cũng sai nha. Nghĩa là chỉ sai duy nhất cái từ chân thôi đúng không? À dạ đúng rồi. Thôi bây giờ Trâm nè, Trâm giải thích đi nè. Nãy em nhìn vô một cái là em thấy liền cái từ đó không? Không có, lúc đầu em nhìn vô em chưa thấy giống anh Tuyên luôn. Nhưng mà em đọc xong hồi cái em nhìn ra thấy mấy cô bé đang nấu bánh chưng thì em nghĩ cái này là bánh chưng chứ không phải là chưng. Mọi người có chắc với đáp án của mọi người không? Chắc chắn. Chị bánh chưng giống ai bánh chưng cho em giải thích thêm ạ. Thì ở đây á, ngoài Bắc á, là sai, ví dụ tên em là tên Linh thì người ta sẽ thay là Ninh ơi Ninh, có nghĩa là sai cái phần phụ âm đầu N với L. Thì tương tự bánh chưng với bánh trưng cũng là sai phụ âm đầu chữ CH với chữ TR. Cái này thầy biết giáo dạy văn 10 năm giải thích một cái là không cãi được luôn nha. Anh là bị em gạt đó. Dạ sao em gạt? Em thồng thêm cái không có làm chi vậy? Em cố tình để cho anh sai mà. Thiệt luôn á. Vậy cuối cùng là anh đúng đúng không? Không, anh sai. Anh vẫn sai nha anh Tuyên. Và trong câu hỏi này thì diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã bị trừ 1 điểm và 3 người còn lại đều bảo toàn được số điểm. Xin chúc mừng. Hồi nãy giờ đơn giản quá đúng không? Bây giờ câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 5 nè nha. Và câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Xác định từ sai chính tả và sửa lại cho đúng. Nguyễn Văn Nam đã xuất sắc giành được suất học bổng năm 2020. 20 giây bắt đầu. Còn 10 giây. Xin mời đáp án. Anh sao anh e dè quá vậy? Hồi nãy trong này không có gài anh cái câu nào luôn á. Anh đang nghĩ chữ bổng dấu ngã với dấu hỏi hay là chữ dành, chỉ dành với là chữ dành. Và Trâm. Dạ, lúc đầu là em đang bị hoang mang giữa cái mà xuất sắc với lại cái từ xuất. Đó là cứ tập trung vô đó thôi. Khi mà em đọc lại một hồi nữa thì em lại thấy chữ dành. Thì chữ dành nó tại vì em có ghi ra, em ghi ra theo cái kiểu giống như là nếu mà mình đọc trên đây thì mình sẽ không biết đâu, nhưng mình ghi ra thử là giống như những cái gì mà mình từng viết này kia. Em ghi ra thì cái học bổng đó là đúng nè, rồi cái xuất sắc đúng nè, rồi cái xuất học bổng cũng đúng luôn. Thì em đọc lại một lần nữa thì em thấy cái từ dành nó dành này kỳ, không phải là dành của cái từ này, cho nên em quyết định là từ dành mới đúng. Và xin được chúc mừng cả bốn bạn đều trả lời chính xác và bảo toàn được số điểm. Như vậy là sau vòng thi thứ hai, tổng kết số điểm của các thành viên như sau. Diễn viên Quách Ngọc Tuyên còn 9 điểm. Thanh Hương giữ trọ
trọn vẹn số điểm là 10 điểm. Duy Linh 8 điểm. Và Hồ Bích Trâm còn lại là 9 điểm.